đều hiểu sự có mặt của Messi ở đây đã mang lại rất nhiều điều tích cực, không chỉ cho đội bóng mà cả với giải đấu số 1 của nước Pháp. Messi là một cầu thủ lớn và cậu ấy biết cách tạo ra bầu không khí thoải mái nhất với toàn đội trong cả sinh hoạt cũng như tập luyện. Điều đó giúp tôi có thêm thời gian để tập trung hơn cho chuyên môn. Tôi biết các bạn rất mong muốn được thấy cậu ấy thi đấu, nhưng lúc này chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định lựa chọn đội hình. Thời gian vẫn còn để tôi và các cộng sự đánh giá xem liệu cậu ấy đã sẵn sàng hay chưa. Ở trận đấu gần nhất của Paris Saint-Germain, Messi đã được giới thiệu tại sân Công viên Quang Tử trong chiến thắng 4-2 của đội chủ nhà trước Salzburg. Sau đó, siêu sao người Argentina cũng bắt đầu quá trình tập luyện của đội bóng mới và cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng. Ở các buổi tập gần đây, huấn luyện viên Pochettino cũng liên tục xem Messi tập trung với Neymar và Mbappe. Tuy nhiên, do trước đó, chân sút 34 tuổi đã trải qua giải đấu Copa America cùng đội tuyển Argentina, nên huấn luyện viên trưởng của Paris Saint-Germain có vẻ vẫn muốn để cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục hoàn toàn. Đội bóng thủ đô nước Pháp trước đó cũng lên kế hoạch dự kiến sẽ để Messi có trận đấu chính thức đầu tiên ở vòng 4 của Ligue 1.